Chào mừng các bạn đến với kênh Chí Vlog. Hôm nay mình sẽ lên tem con Note 4 LX 2013 cho các bạn xem nha. Xe này mình mới dọn cũng cả tháng à, nay mới lên giàn áo hãng mới hoàn thành. Nay thì mình sẽ lên bộ tem cho em nó cho nó đẹp. Mời các bạn cùng xem mình dán tem nha các bạn.
Xe này dọn cũng khá lâu rồi các bạn. Xe này mình làm hết cũng cũng đắt. Cái tiền mình làm bằng cái tiền giống chiếc xe ha. Xe này tầm khoảng 7 triệu nha các bạn. Thay dàn áo với sơn cái dàn chân lại. Sơn dàn chân sơn màu đen đen nhám lại hết. Tổng quan cái xe là vậy đó các bạn. Giờ mình dán hai miếng mặt nạ nữa. Dán tem này thì nói chung nó cũng dễ. Anh em nào có tính thẩm mỹ thì mày mò dán cũng được. Này mình tự dán nhà chứ mình không có học ai nha các bạn. Các bạn xem kênh nhớ đăng ký kênh, nhấn like, ủng hộ kênh Chí Vlog nha. Đó, giờ quay tổng quan cho các bạn xem ha. Giờ là hoàn thành rồi. Có cái yên chưa có làm bạn các bạn. Video đến đây xin kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nha.